phiên bản mới của Free Fire sẽ mang tên Đường đua tử thần. Hãy cùng khám phá bản big update này sẽ mang lại những điều gì thú vị. Tâm điểm của bản cập nhật lần này là chế độ chơi mang tên Đường đua tử thần. Chế độ này cho phép 40 người chia thành 20 đội đua và đua xe bắn súng. Trong chế độ chơi quá nhanh, quá nguy hiểm này, hai người chơi sẽ cùng nhau điều khiển chiếc xe đặc biệt để thu thập các nâng cấp cho xe, vũ khí và giáp, cũng như chiến thắng mọi đối thủ trên đường đua khắc nghiệt. Chúng tôi sẽ có một video riêng để giải thích toàn bộ luật chơi của đường đua tử thần. Ra mắt cùng chế độ chơi mới là Misa, nữ hoàng đường đua. Misa là nhân vật có tốc độ lái xe nhanh hơn 2% so với nhân vật khác và tăng lên 10% khi được nâng cấp tối đa. Hãy chú ý đến Misa khi cô ấy đang cầm lái. Xe đa năng sẽ là phương tiện di chuyển mới. Chiếc xe này có thể bất chấp mọi địa hình để di chuyển cả trên cạn lẫn dưới nước. Khi xuống nước, xe đa năng sẽ thay đổi hình thái để trở thành một chiếc cano tốc độ cao. Trong chế độ đường đua tử thần, người ngồi đằng sau xe đa năng có thể chủ động đổi từ vị trí bắn sang vị trí lái xe với người cầm lái đằng trước. Thật thú vị phải không nào? Free Fire đã bổ sung thêm một loại thực phẩm trị thương mới, các loại nấm. Những cây nấm sẽ nằm rải rác trên bản đồ cho người chơi khi ăn chúng một lượng máu gọi là FP. FP sẽ tiêu hao dần để hồi phục lại máu cho người chơi khi bị thương. Mỗi người có thể có tối đa 200 FP dự trữ sau khi ăn nấm. Ở phiên bản cũ, người chơi thường gặp khó khăn khi vào nhà bằng đường cửa sổ. Đừng lo lắng, Free Fire đã bổ sung tính năng cho người chơi leo qua cửa sổ một cách nhẹ nhàng. Khi tiếp cận với một cửa sổ có thể trèo qua, nút nhảy sẽ trở thành nút leo cửa sổ. Thật dễ dàng và tiện lợi. Phiên bản đường đua tử thần là một bản cập nhật lớn. Vì thế, ngay cả việc nhảy dù cũng được thay đổi một cách hấp dẫn. Khi nhảy khỏi máy bay, người chơi sẽ có một khoảng thời gian lướt ván bay trước khi bùng dù. Nếu không thích lướt ván, bạn có thể ấn nút đổi tư thế để chuyển sang dạng rơi tự do. Ván bay sẽ giúp người chơi di chuyển xa hơn đến những địa điểm hạ cánh an toàn với đối thủ hơn. Một vũ khí mới sẽ xuất hiện trong Free Fire mang tên MP79. MP79 là súng phóng lựu, có sát thương lớn và gây sát thương diện rộng. Hãy thử tập bắn MP79 trước khi quyết định dùng nó leo rank. Phiên bản đường đua tử thần sẽ bổ sung hai tính năng quan trọng: tính năng chat trong đội và quân đoàn, tính năng tự động kết nối lại khi bị mất mạng giữa trận đấu. Đây là hai tính năng chắc chắn người chơi Free Fire đã rất mong chờ, thật tuyệt phải không? Bên cạnh những cập nhật lớn, Free Fire sẽ mang lại hàng loạt tinh chỉnh và cải tiến game ở phiên bản này. Những chế độ chơi và vũ khí mới cũng sẽ sớm được bật mí trong những tuần sắp tới. Hãy theo dõi kênh YouTube và fanpage của Garena Free Fire để nắm được thông tin.